đào nở ở trong Tokyopoka. Và lễ hội hoa anh đào cũng đang diễn ra nữa, nên là mình sẽ bất ngờ CC và Lily dẫn hai em gái mình đi. Nên bây giờ chúng ta cứ cùng nói nha. Éo bộ nhà xong, giỏi chị sẽ dẫn anh đi lễ hội hoa anh đào nha. Thiệt luôn hả chị? Em cũng muốn đi nữa. Đương nhiên rồi, chuẩn bị đồ đi, chị sẽ dẫn anh đi luôn. Dễ thương không? Cực kỳ hợp với mùa hoa anh đào luôn á, mặc đi. Wow, em thích lắm à, cảm ơn chị. Tắt TV đi, mình chuẩn bị đi rồi nè. Dạ chị. Ủa sao chị mang dù vậy chị? À, tại mùa này dễ mưa lắm á, nên là mình phải chuẩn bị chứ. À, em hiểu rồi. Ơ, khoan đã. Có máy chụp hình nữa nè. À, đúng rồi ha, đúng rồi, mình sẽ cần cái đó đó. Vậy là chúng ta đã sẵn sàng rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng đi lễ hội hoa anh đào thôi. Wow, hoa nở đâu cũng hoa nở luôn á, đẹp quá chị ơi. Ồ, đây là mùa chị thích nhất luôn á. Bây giờ mùa này có trở thành mùa thích nhất của Lily không? Chắc có. Chúng ta tới nơi rồi. Một bộ phim luôn á. À, bên đây nè mọi người. Chào mọi người nha. Tụi mình thấy một chỗ picnic để lỡ ở bên kia cầu á. À, mình có đem theo một ít đồ ăn nữa nè. Cảm ơn mọi người, để chúng ta đi thôi. Và mấy đồ ăn vặt nhỏ nhỏ ở đây nha. Ở đây nữa nha. Ồ, à, mình thấy mọi người bán ở ngoài kia nhiều đồ ăn lắm á. Mình đi mua thêm nha. Ê, đi với chị nữa. Vậy tụi mình sẽ chuẩn bị đi chờ bạn nha. Ok. Wow, cái này nhìn ngon quá à. Em cũng thấy như vậy. Cho có cách 2 ly mỗi bên vị được không cơ? Ok. Arigato. Kem cá. Cho con 6 kem cá và 2 phần churros nha cơ. Ok, được luôn. Oishi. Arigato. Siêu ngon luôn á. Bánh nhìn ngon quá nè chị. Ông có bán theo hộp bánh xếp nữa. Con không muốn có không? Giải cho con một hộp nha ông. Thơm á. Đồ ăn đây nè mọi người ơi. Mình nghĩ là mua chút xíu cho mày tặng thôi à. Mùa này là nó như vậy á, không sao đâu. Thì không nhở? Thấy chưa, mình đảo rồi nè. Ồ, đúng rồi á, bạn nói đúng thiệt á, hay ghê. Qua wow, bắt đầu đông người rồi nè. Hên tụi mình đi sớm á. Ồ, quên nữa, mép quên luôn á. Tụi mình chụp hình ngắm nha, trước khi đông người. Dạ chị, tụi mình phải chụp hình làm kỷ niệm chứ. Mọi người có chỗ đứng ổn hết chưa? Ok, bắt đầu nha.